Chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Clickbait Channel. Và nếu như các bạn là một fan của dòng Note và các bạn đang cần tìm mua cho mình một chiếc điện thoại có giá rẻ và mọi cái thứ đáp ứng trên điện thoại nó vẫn rất ổn ở thời điểm 2019 này, thì đây chính là lựa chọn rất ngon của dành cho các bạn. Và đây là Galaxy Note 8. Trong video này thì chúng ta hãy cùng nhau xăm soi xem là Galaxy Note 8 ở thời điểm 2019 này chúng ta sẽ có những gì nhé. Gì chúng ta cũng phải nhìn vào giá trước. Thì hiện tại những chiếc Galaxy Note 8 này đang được bán ra tại Clickbuy với mức giá quá trời hấp dẫn. Thì quay trở lại với nhân vật chính này, thì các bạn có thể thấy rằng thiết kế của Galaxy Note 8 ở thời điểm tại vẫn được coi là rất đẹp, với cách hoàn thiện từ kính và kim loại. Và chúng ta sẽ thấy rằng mặt kính đằng sau nó rất là bóng, khi mà chúng ta nghiêng qua nghiêng lại này vẫn tạo ra những hiệu ứng thị giác cực kỳ bắt mắt. Xét về cái độ hoàn thiện ý, thì Galaxy Note 8 hoàn toàn có thể đánh giá là một trong những chiếc điện thoại có độ hoàn thiện tốt nhất trong tầm giá này. Chúng ta sẽ thấy rằng cái phần tiếp nối giữa phần kim loại và phần kính này nó rất là đều nhau. Khi mà chúng ta cầm vào ý, nó vẫn toát lên một cái vẻ gì đấy, nó rất là plastic. Và đối với một chiếc máy mà hình thức cũ 99% nhưng mà các bạn sẽ thấy rằng chúng ta vẫn còn nguyên siêu của phần khung viền này. Và mình xăm soi cả tiếng đồng hồ thì cũng không thấy được quá nhiều là vết xước trên chiếc Galaxy Note 8 này. Thì các bạn mua về các bạn hoàn toàn có thể trải nghiệm như một chiếc máy mới luôn. Nói về Galaxy Note không thể không nói về chiếc cây bút S Pen. Và đối với Galaxy Note 8 chúng ta vẫn có cây bút S Pen với đầy đủ những tính năng mà người dùng cơ bản cần. Chúng ta vẫn có tạo ghi chú Take Note, Smart Select, rồi thì Screen Swipe, rồi có cả tin nhắn động giúp chúng ta có thể tạo ra những cái bộ tin nhắn nhìn rất là độc đáo như thế này. Đấy. Về phần hiệu năng thì Galaxy Note 8 ở thời điểm 2019 này vẫn khá là ngon, với con chip là Exynos 8895 cùng với bộ nhớ RAM là 6GB, và nó hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu từ cơ bản cho đến phức tạp của người chúng ta. Từ các bạn có thể nhắn tin, nghe gọi YouTube, Facebook cho đến các bạn có thể chơi những tựa game như kiểu Liên Quân Mobile hay là PUBG ở mức thiết lục đồ họa là khá tốt. Về phần camera thì Galaxy Note 8 vẫn hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu của người dùng chúng ta ở thời điểm 2019 này. Với camera sau độ vân giải là Dual Camera 12MP, chúng ta hoàn toàn có thể chụp ảnh chân dung xóa phông, và khi cập nhật lên phiên bản On UI thì chúng ta sẽ có nhiều cái chế độ để chúng ta chụp ảnh hơn. Để có thể tìm ra một cái điểm yếu trên chiếc Galaxy Note 8 ở thời điểm 2019 này, đó chính là về phần pin. Vì máy sẽ chỉ được trang bị viên pin là 3300mAh, và tính đến thời điểm hiện tại thì em nó cũng đã có vào khoảng là 2 năm tuổi rồi. Chính vì vậy thì dung lượng pin của máy ở thời điểm hiện tại thì cũng không còn quá là mạnh mẽ nữa. Đối với chiếc Galaxy Note 8 này thì mình sẽ phải sạc vào khoảng là 3 lần cho 2 ngày sử dụng. Bù lại thì chiếc Galaxy Note 8 này thì sẽ được trang bị sạc nhanh với công suất sạc lên tới là 15W thông qua cổng Type-C. Bên cạnh đó thì chúng ta có cả sạc không dây, sạc nhanh nữa. Ngoài ra nữa thì chúng ta cũng còn jack cắm tai nghe 3.5m, cái thứ mà vô cùng quan trọng ở thời điểm 2019 này. Tập trung lại thì với cái mức giá loanh quanh vào khoảng hơn 6 triệu đồng thì mình thấy rằng Galaxy Note 8 xứng đáng là chiếc Galaxy Note đáng mua nhất ở thời điểm tại. Vậy thì các bạn đánh giá sao về sở này thì hãy cùng nhau chia sẻ ý kiến của mình ở phía phần bình luận nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.